Tôi là Vàng Minh Châu, hôm nay tôi đã không hoàn thành top 1. Tôi không hoàn thành top 1, không học. Thực sự nãy giờ chưa được một cái top 1 nào á. Ê, nếu mà trận này mà tôi vẫn chưa được top 1 thì mọi người có cho tôi ngủ không? What? Sủi Minh Châu à? Sủi Minh Châu à? Hứa Minh Châu à? Thực ra tôi thức thì cũng không sao á, nhưng mà tôi mà thức thì nhiều bạn sẽ phải thức cùng á. Thôi thì tôi thương các bạn viewer thôi, chứ còn tôi thức thì cũng không sao á. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Tôi đang không tin tưởng của bản thân lắm với mọi người. Xin đấy, xin khấn tổ TFT hãy cho con một cái bài gì đấy để con có thể được top 1 đi. Cho con kiểu level 5 nhưng mà đã được 3 con 1 tiền 5 sao ấy, à 3 sao ấy chẳng hạn. Ví dụ như thế. Ví dụ thế chẳng hạn. Tôi đang không tin tưởng vào khả năng của mình lắm này, thì chị rất nhiều. Tôi là Hoàng Minh Châu, hôm nay tôi không được top 1 thì tôi đổi tên thành Sủi Minh Châu nha. Châu Sủi nha. Ê, thực ra là cái chị này hát để vô mùa lâu cao thủ hả? Lâu cao thủ là cái gì? Vào mùa là chị ấy luôn á, vào mùa là chị... Vào mùa là chị luyện tay để sang để 2030 chị đại diện Việt Nam đi thi thế giới ạ. Đi thi đấu thế giới ạ. Em trẻ còn top 8 suốt à? Okay. Cứ hớt tiêu thì trả top 8, cứ nghiện thì trả top 8. Còn nghiện là còn top 8 nhá. Is. Ê. Từ từ nhá. Từ từ nhá, Rorick à. Mạnh nhất của bạn nhận 25% máu tối đa đồng thời gây sát thương. Máu tối đa của bản thân bằng kỹ năng à. Thì về không tím hả? À? Không tím là cái gì? Sao không thần tài top 1 suốt off stream à? Hỏng. Ê, cái này cũng ngon nha, cái nào cũng ngon nha. Bỏ đi. Ê, cái này cũng được nha. Cái này đi. Sao? Không thần tài không top 1 off stream à? Thần tài top 1 off stream thì nói chung là tôi live mấy ngày mấy đêm liên tục nha. Tôi live mấy ngày liên tục thì may ra là tôi được cái top nha. Các linh đầu game khỏe nhá, các linh đầu game gánh được tim nhá. Nó có cái chiêu bắn đau á. Bắn đau á, không tím là rank cao thủ à, chưa được rank cao thủ bao giờ thì có biết đâu. Thương chưa? Chưa bao giờ được cao thủ nên là làm gì biết. Chủ lực phép thuật, thuật sư công kích. Hình như nó không cần cái... đúng rồi, tôi cũng không lắp vùng đao à. Lắp cái này ha. Ok. Cho nó sĩ đúng không? Cho nó sĩ với đời đúng không? Rồi nha, ăn được nha. Hãy nói là ăn được đi. Được mà, ấy, tôi lấy cái lõi cầu hồi phục á, cho nên là tôi khá là ngon. Khá là ngon đó. Đi ca 1 sao chị, 1 sao Mao là hạt nhân để xây dựng đội hình hả? Chắc chưa? Sen Ilao, Cain Morgana, Đặt Linh. Sena Aphelios Messi à? Mao hình như là mới có cái thông tin là mới hết chấn thương đúng không? Mới khỏi chấn thương đúng không? Mao mới hồi phục chấn thương và đang tập luyện trở lại cùng với MU đúng không? Chắc rồi. Serin không bán Mao ý. Không bán đâu. Tại vì sao? Tại vì Mao nó là người Anh. Serin là người Anh. Đúng không? Phải ấy chứ, phải cưng Mao chứ. Phải đặt cho Mao là tương lai của MU chứ. Đúng không? Tôi nghĩ là nếu mà Mao nó không phải người Anh thì chắc là cũng bán lại, chắc là cũng không nằm trong kế hoạch của đội á. Nhưng mà Mao nó là người Anh cho nên là kiểu gì cũng sẽ được giữ lại thôi. Lấy con này đi ha, lấy con Tam Ken nha, là đừng tranh với tao nha, đừng ai tranh nha các bạn ơi. Nhường tớ đi, tớ con gái. Nhường tớ đi. Nhìn tớ con Tam Ken đi. Đấy. Nhìn tớ. Ý, thằng Lin này nó lấy mất rồi. Fuck. Nào sẽ trở lại nhờ. Ừ, hy vọng là như thế. Nói chung là Mao là người cũ của Chelsea, cho nên là Mao không được ấy thì tôi cũng buồn chứ. Thật, Mao đá không tốt tôi cũng buồn chứ. Tôi cũng mong là Mao thể hiện được tốt ở MU chứ. Thật, lời nói thật từ đáy lòng luôn. Chứ cũng không mong Mao sang đấy Mao sa sút đâu. Như là hồi Hazard sang Real nữa, xong rồi Hazard sa sút ra tôi buồn vãi chưởng á, thương vãi, xót vãi. Đang đá ở Chelsea hay bao nhiêu. Thế là về Real chấn thương liên tục xong rồi mất cả sự nghiệp luôn. Mất luôn sự nghiệp á. Xong rồi bây giờ tuổi còn siêu trẻ, nói chung là tuổi vẫn còn trẻ mà đã phải giải nghệ rồi á. Nên là tôi cũng không mong là Mao sẽ như thế. Tôi đang nói Hazard đúng không? Tôi đang nói về Hazard á. Cho phép bạn đổi lại nâng cấp thêm một lần nữa. Thế là bây giờ sẽ được xoay 3 lần lõi. Được xoay 3 lần nhá. Ten Hag không biết dùng Mao à? Ten Hag không biết dùng ai à? Ten Hag thì tôi đánh giá là trình độ ngang ngửa cửa Nam nhá. Cửa Nam 2.0 á. Cái thế này thì chắc là tôi sẽ chơi ấy hả? Cái thế này chắc là tôi chơi U Linh nha. Năm là phải chơi U Linh á. Pháp sư cảnh vệ à? Pháp sư cảnh vệ hả? Đến tháp thì nói chung là cũng tầm so với ấy, cũng ngang ngửa so với cả Pochettino. Ê, thua nhà này nhá. Loại cầu hồi phục có ăn được không đây? Có loại cầu hồi phục. Ê, thôi hỏng, thua. Thằng này cũng cắt lin à? Loại cầu hồi phục của tôi không đủ để ăn bọn này nhá. Đủ ăn nhà này nhá. MU cần phải cải tổ lại nhân viên y tế chứ sơ hở là chấn thương hả? Không phải đâu, thực ra là bây giờ với cái cường độ đá dày đặc á, cường độ thi đấu dày đặc á, rất là khó để tránh cho cầu thủ khỏi việc chấn thương á. Các đội đều thế mà, Chelsea cũng như khác thì cái bệnh viện mà. Ê, từ từ hình như tôi đang sai ở đâu đó. Nhầm à? Các đội đều đâu khác thì cái thực bệnh viện. Đội nào cũng bệnh viện mà. Đội nào cũng bệnh viện à? Không trách được. Cái cường độ thi đấu dày đặc xong rồi là phải thi đấu ở rất nhiều đấu trường như thế. Không bệnh viện mới lạ á. Không bệnh viện thì mới là chôn Việt Nam á. Viện thì tôi nghĩ cũng là bình thường thôi á. Được không vậy? Như này được không vậy? Cảnh vệ à? Bỏ đi. Thực ra cái con này, mọi người thấy không? Cái con này nó không đánh giá cao đâu nhá. Cái con cho gác này này, vừa nãy có thằng nó chơi con này 3 sao. 3 sao xong rồi cho nó đồ mẹ như một con điên đó. Bắt đồ cho nó như con điên đó. Nhưng mà nó vẫn, xong rồi trông nó siêu to khổng lồ ra. Nhưng mà cuối cùng là cũng có ăn thua đâu. Cũng cùi á. Cuối cùng là gọi là nó cũng chẳng ra gì á. Lấy thêm con này đi. Bài yếu rồi lấy thêm con này đi. Pochettino cũng biết dùng người đó chứ chị hả? Thật không? Thật không? Biết dùng thật không? MU cần cái Manchester City của chấn thương đâu mà. Mao chưa đá là chấn thương mà, ít chấn thương thôi chứ vẫn có. Từ từ nha. Cái này ngon nha, tôi lấy cái này nha. Cái chấn thương của Mao á là từ hồi Mao còn ở Chelsea rồi chứ không phải là Mao qua Mao mới chấn thương đâu ha. Cái chấn thương của Mao á là từ hồi mà Mao còn ở Chelsea là đã chấn thương rồi. Phải nói thật là như thế, chúng tôi cũng không muốn thừa nhận là chúng tôi bán hàng với các bạn đâu. Nhưng mà cái chấn thương đấy nó gọi là nó dai dẳng bao nhiêu ngày tháng rồi ấy, bao nhiêu ấy rồi á. Nó dai dẳng rất là lâu rồi á. Nó dai dẳng và có từ rất lâu rồi. Và sang MU thì lại càng không được chữa đến nơi đến chốn á, cho nên là Mao mới liên tục gặp chấn thương như thế á. Cho nên là Mao mới gặp bấy như thế á. Nói chung là cũng một phần là do đội ngũ y tế của MU làm không được việc, và thứ hai là do chấn thương của Mao từ trước rồi ạ, nó kết hợp cả hai yếu tố ấy, thì mới khiến cho Mao bị chấn thương nhiều ạ, chứ không hẳn là do đội ngũ y tế của MU. Cầu vượt phục khỏe các bác. Ăn con Kuko đi. Ăn. Ý không ăn. Ederson à? Ederson thì vừa mới ấy thôi. Ederson thì vừa mới chấn thương thôi. Ederson là vừa chấn thương trận vừa rồi xong. Ấn gì đây? Ấn hắc ám ạ. À. Ấn hắc ám hả? À. Ấn hắc ám hả? À. Đập thử một phát xem nó ra cái gì nhá. Đập thử xem được gì nhá. Ấn thiên cung hả? Cho cái ấn tử tế đi. Mọi người đang đồng ý là nếu mà em trận này một không top 1 thì mọi người cho em ỏm rồi đó. Em sẽ đổi tên, em sẽ chấp nhận đổi tên thành Sủi Minh Châu thôi chứ còn... Ê... Chỉ đến khi top 8 luôn đó mọi người. Từ từ nha. Bài yếu nha. Bắt Amumu nha. Bắt Amumu nha. Khả năng là Sứ Thanh Hoa tiếp đi. Khả năng là xoay bài trên Sứ Thanh Hoa nha. Xoay bài nha. Chiếc bài này là không ổn chút nào nha. Không ổn chút nào ha. Mấy rồi, Mai U Linh, 3 bắn tỉa hả? Vương à? Chưa biết đổi như nào tiếp ạ. Cắt ly này khả năng tôi phải bán rồi. Tôi bán con này. Tôi bán con mông co này, con co mông này. Thay con này là tôi lắp thêm ấn thiên cung á. Lắp thêm ấn thiên cung nha, được nha, tôi thấy hợp lý nha. Ok nha. Ok, tôi sẽ thay con công mo này. Biết ngay chứ con top 1 à? Trông mất ngủ thôi hả? Đừng tập trung vô nữa hả? Không phải làm mọi người thất vọng được. Tôi không thể làm cho các bạn thất vọng được. À, cái thế này là cái thế phải có top 1 nha. Từ đó. Linh U Linh à? U Linh bỏ đi. Mẹ không cần đồ này à? Ngồi. Được ấy, nâng cấp này được ấy, nâng cấp này làm cho tôi khỏe hơn đấy. Nâng cấp này khá đấy. Sao cho em chơi chung với hả? Chơi chung với nhường tôi top 1 cho bạn, có thể lấy một cái top ấy để nhường tôi top 1 được không? Có thể lấy một cái top thấp hơn để nhường tôi top 1 được không? Hay là bây giờ thế này nhỉ? Hay là bây giờ tôi rủ 8 bạn vào chơi để các bạn nhường tôi top 1 nhỉ? Các bạn nhường tôi top 1 cho tôi được không? Được ha, tôi thấy hợp lý nha. Tôi có thể rủ 8 bạn vào chơi chung để các bạn nhường top 1 cho tôi được không? Loại cho tôi top 8 liền luôn đó. Cho tôi top 8 liên tục ạ. Không tha trận nào á. Trời ơi. Đột sĩ à? Thuật sĩ à? Thuật sĩ à? Tôi thì đang muốn Sứ Thanh Hoa mọi người. Tôi thì đang muốn lấy Sứ Thanh Hoa á. Ổn rồi. Tuyển diễn viên. Đâu, phần trước tuyển diễn viên nào. Càng nhiều người tham gia, phần thưởng càng lớn là tham gia đi. Cái thằng này vào đây. Tôi sao tôi rủ nó. Nào ra đây. Ê, được rồi nha. Được hai cái cục gì đấy nha, khả năng là hai cái đồ thành phần thôi. Chắc là cùi thôi, nhưng tiếc là mày em vẫn chưa đủ dung lượng cái lưới lơ. Pháp sư à, và một lắc à. Lắp hai cái quyền trượng thiên thần. Cục giúp vậy. Lắp gì hai cái quyền trượng thiên thần vậy? Ơ, vẫn ok mà, vẫn ngon mà. Alo, hola. Nếu mai sẽ mượn máy chơi với chị à? Ban phước cho đội cuộc chiến đấu à? Sát thương à? Sức mạnh công kích à? Công kích đi nhở. Công kích đi nhở. Công kích nha. Neko nha. Neko nha. Kiếm mấy găng à? Má nó cần đồ gì vậy? Bắt đồ cho con này có phí không vậy? Em mà sao không có đồ tanh vậy? Nếu mà ra thì tôi sẽ lấy... tôi sẽ lấy mấy con ấy nhá. Ý, đau nhá. Đau nhá. Em thức mà chị ảnh sức khỏe thì em ơi chị thức đau. Thương tôi vậy sao? Thương tôi vậy sao? Con khỉ đây, con khỉ đây. Nhường tao con khỉ. Nhường tôi con khỉ, nhường tôi con khỉ. Nhường con khỉ đây. Nhường con khỉ đi. Ê đừng. Đừng, chả còn con nào đắt tiền vậy. Con đắt tiền vậy, con Lilia này. Ê, nhưng mà mình lấy cái nước mắt làm gì? Mình đâu cần cái nước mắt hả? Ác. Ác à. Lilia thay vào đây nha. Được nha. Hợp lý nha, Long Vương. Trận này tôi không cần Long Vương. Tôi bỏ Long Vương luôn. Tôi bỏ Long Vương luôn nha. U Linh à, U Linh, U Linh à. U Linh à. 4 con tanh U Linh khả năng là đủ. Con này toàn mấy con rẻ tiền, con này toàn mấy con ít tiền ạ. Thôi lên cấp cho 4 con tanh U Linh cũng được. Xong rồi tôi tìm con Linh Sao ra, tôi cho thêm 2 con này và tôi kích 4 sứ Thanh Hoa á. 4 sứ Thanh Hoa khả năng là ok á. Sao trận này không cho tao cái ấy vậy? Sao trận này không cho tao một cái nam châm ma thuật vậy? Nam châm xịn vậy? Ok, xin một nam châm xịn nào. Đứng đây an toàn hơn này. Bye chị ha, em ngủ nha, hôm nay đuối rồi. Ok, bye bye Tuấn, ngủ ngon nhá. Ngủ ngon nha Tuấn. Ngủ ngon nha Tuấn. U Linh còn một nào đâu. Cây Morgana à, hai con đam à. Ngon ngon ngon, ấn cầu lõi cầu hồi phục rất ngon nha. Lõi cầu hồi phục siêu ngon nha. Ngon nha, ngon nha. Silas C là Kaisa. Tức là đủ để lên cấp ạ, đủ để đủ để up cấp ạ. Đủ không? Đủ không? Ăn được mà. Lõi cầu hồi phục ngon mà. Lõi cầu hồi phục ngon mà. Rồi ăn nha, chuyện đơn giản nhá. Nhưng mà chuyện đơn giản nhá, không có gì khó nhá. Win luôn, thằng này GG rồi, thằng này đầu hàng rồi. Thằng này đầu hàng rồi, ngon, 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 ngon. Ngon nhỉ. Khó top 1 à. Đợi đấy. Đợi đấy. Đang cháy này à? Đang cháy này thua nha, cho này là 3 sao nha. Thua nha. Hôm nay à? Hôm nay chắc ổn lắm. Chúng cho này 3 sao rồi. Mong là nó không vòng xuống đánh chủ lực của mình á. Con này nó hay khôn lắm. Nó cứ thay ra chủ lực của mình là mình ăn đó. Nó cứ thay ra chủ lực của mình là mình ngon đó. Đấy. Ê, nó khỏe ha. Khỏe ha. Ăn. May vậy. Hú hồn, hú vía vậy. Hú vía, hú hồn. Hello, Lã Vũ. Hello, Lã Vũ Gaming. Cậu live xong rồi hả? Cậu live stream xong rồi hả? Ấn thần thoại này, ấn thần thoại này. Ấn thần thoại nha, ấn thần thoại nha. Ấn thần thoại nha. Nào để tao về ấn thần thoại, đừng tranh nha, rồi ấn thần thoại nha, được đấy, ấn thần thoại được nha, tuyệt vời nha. Hôm nay Châu livestream ở đâu vậy, hay chỉ mỗi YouTube thôi? Hôm nay tớ chỉ live trên đây thôi nha, hôm nay tớ chỉ live YouTube thôi ạ. Biến đi, rồi nha, rồi quay nha, quay hả, này đi mà lấy 3 sao, Lilia đi. Không mau à. Thần thoại hả? Này đi mà chúng to lên nha. Ý rồi, rất khỏe. Rất khỏe nha, rất khỏe nha. Rất khỏe nha, mình livestream xong thì up lên YouTube. Game nào hay thì live trên YouTube hả? Tức là cậu không live trực tiếp trên YouTube đấy hả? Giao điện lắp Lily ok hả? Được không? Thế thì lắp luôn. Lắp luôn khỏi nghĩ nha. Ê, chúng con xét trông ghê ha. Chúng con xét trông tởm vãi trưởng ha. Cái Nico này tôi để tí tôi lấy Huawei nhá. Tôi để tí tôi sao chép Huawei nhá. Thế con này trâu thế. Này trâu vậy. Nautilus à? Nautilus là trâu thì đánh lâu cũng chết thôi, tạm biệt. Goodbye ấy. Có giảm giá phép à? Ok. Ê, mọi người thấy tôi đang đứng ở đâu nhỉ? Và Minh Châu đang đứng ở đâu ấy nhỉ mọi người nhỉ? quay đi, quay đi. Lắc ra, lắc có cần không nữa vậy? Mình có thực sự cần con lắc không vậy? Mumu thì cần nhá. Sandra mày có cần nữa không vậy? Cần nhá, vẫn cần nhá, vẫn rất cần nhá. Hay con khỉ gió này ra nhá. Không đủ á. 3 thần thoại à? Hay gì ha? Ê, thua. Thua không? Vãi thua mà. Thua mà. Mẹ giờ còn đủ tiền để lên cấp không vậy? Đây rồi, đây rồi. Nico 3 rồi nha. Nico 3 rồi nha. Con này đi. Sandra được 5 tiền là còn nhiều tiền thế này mới nên cấp thì thôi chết rồi chứ còn gì nữa. Thì thôi cụ đi chứ còn gì nữa. Thay không? Thay không? Thay không? Ê, từ từ, mình có một cái đồ thì mình chưa nhặt này. Có một cái đồ thì chưa nhặt đây. Cần lên được một cấp nữa. Cần lên một cấp cho con lắc vào á. Ngạo nghễ trồn con nào, ngạo nghễ chè con nào. Cần một con hờ quay nữa nha, cần một con hờ quay để có hờ quay 2 nha. Ê, khỏe ạ, khỏe ạ. Lõi cầu hồi phục luôn là ngon nha. Ê, thôi chết rồi, thua rồi. Thua nó rồi mọi người ơi. Thua nó rồi. Ăn được không đây? Ê, y lao. Ê. Y lao ra chiêu đi, y lao ra chiêu đi. Đúng rồi, bạch tuộc đập. Ê, ăn, ăn. Ngon, ngon chết à. Vừa vô cái vòng nó được gì vậy chị hả? Ngon chết nha. Ngon chết nha. Đồ gì đây? Đồ à? Đồ à? Khả năng là đồ lắp vào đây đi. Quay đi, quay đi. Ê, từ đáng ra mình phải lên cấp chứ. Fuck! Lú lẫn rồi. Rồi, rồi nhá. Lú lẫn rồi nhá. Em còn 14 đủ lên cấp à? Thiếu đúng một tiền à? Sau trận này là mình có thể lên cấp được. Mình cho lắc vào nhá. Mình cho lắc vào nha. Nhưng một trận này đi xem nào. Ơi, không được rồi. 12 máu à? Còn nó khổng lồ cần không? Ê, con hồi quay, hồi quay, hồi quay. 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 Đấm trên cung cũng ngon mà. Đấm trên cung cũng ngon chết mà. Ê. 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 Ok nha. Rồi ấn trên cung tăng hút máu cho con này đi. Tin tưởng à? Chị chơi tốt một không nói nhiều hả? Em chuẩn bị các màn hình rồi hả? Lucky, Lucky. Tin tôi, tin tôi, tin tôi. Tin tôi nha. Sạch đồ rồi ha. Làm con này đi em nào. Linsandra đi xem nào. Linsandra đi nào. Win không? Win chứ. Win chứ. Ê nó khỏe á. Con này ba đồ khỏe á. Nhưng làm sao phải bằng hờ quay của mình. Sao bằng hờ quay được. Đúng không? Từng 5 tiền phải hơn chứ. 5 tiền này hơn chứ. Nào, bây giờ mình chỉ cần... Ê, 2 sao nha. 2 sao nha, Lissandra nha. 5 vòng mới được hả? Rồi nha. Lilia hả? Lilia rồi. Chưa còn chơi game gì khác nữa không? Lilia có rồi, bây giờ thiếu một con Lissandra thôi. Thiếu một Lissandra thôi. Ê. Cái hết à? Ê, Lissandra nó cần lắm không vậy? À, Lilia nó cần lắm không vậy? Tôi nghĩ tôi cần con này á. Tôi cứ bắt nhá. Quay 2 rồi á, Lilia 2 rồi á. Tầm này cũng không còn gì để update rồi á. Ê, ê, thắng nha, thắng nha. Thắng nha, tôi cần con này thôi nha. Má, không đủ tiền à. Lilia rồi nha. AC của tôi thiếu nhá. AC thiếu nhá. Được rồi, qua cái round này đi. AC 5 tiền à, 4 tiền à, con này được một vòng rồi. Nói chung là bây giờ con hai con này thì cũng phải đợi bằng nhau á. Cũng phải đợi bằng số vòng á. Một thằng 12 máu, một thằng 7 máu thì chắc là cũng ngang ngửa nhau thôi á. Cũng ngang ngửa nhau thôi. Trận sau là trận giống còn rồi, trận sau là trận cuối rồi. Xin một cái Nico. Xin một cái máy sao chép tướng nào. Xin một cái máy sao chép tướng nào. Ê không có, một máy sao chép tướng. Đồ ha. Đồ ha. Đồ ha, AC nha. Ê, AC. Rồi bây giờ tôi cần đồ cho con này nha, cho nó khỏe khỏe một tí để nó gánh tôi nha. Fuck. Fuck, cần đồ gì vậy? Cái đồ gì? Cái đồ này đi. Tuyệt vọng rồi. Tuyệt vọng rồi. Linsandra, Linsandra, Chulet. Đây là game cuối rồi, đây là game gọi là game quyết định rồi, sống còn rồi. Không nhất thì bét rồi. Nào, ăn được không? Ê, ê, từ từ nhá. Ê, 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 ê. Siêu, 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 siêu. Tôi phải siêu cái mọi người ạ. Siêu, ruột cái trình độ đấy, trời ơi. Thú tự cái Nico à, chú lết, tôi đầu bảng rồi. Thấy không, thấy không, thấy không, thấy không? Thấy không? Thấy không? Siêu không? Siêu lết luôn. À. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Đã các màn hình à, ok. Dành tặng chiến thắng cho các bạn viewer nha. Thấy chưa? Thế là tôi đã bảo là tôi chưa nốt game này, tôi đi ngủ mà. Đúng là thực ra là cái ý định của tôi là cũng định chơi đến khoảng 12 giờ hơn thì tôi ngủ, cho nên là nãy giờ mà tôi cũng có khả năng tôi được top 1 á, nhưng mà tôi cố tình là tôi không lấy cái top 1 để mà tôi được chơi với mọi người lâu hơn một tí, chứ tôi sợ tôi mà được top 1 là tôi phải off á thì tôi sẽ không thể live lâu được á. Cho nên là tôi sẽ để dành cái top 1 cho đến game cuối cùng thì tôi mới lấy top 1. Và thực ra những game khác tôi thử sức lấy top 1 à. Mấy game trước tôi thử sức tôi lấy top 1 à, chẳng qua là tôi không thích thôi, đúng không? May quá, ngạo nghễ trẻ con nha, ngạo nghễ trùng xanh nha.